Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cách dùng người của ông Tổng, dùng thỏ hơn dùng beo. Hai con hổ không thể ở chung trong một vùng, đó là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy. Vì thế người ta mới dùng từ ngọa hổ tàng long để chỉ vùng đất có hổ ẩn nấp, có rồng ẩn mình. Người khôn ngoan là ẩn nấp không ra mặt, đến khi chắc chắn, chắc thắn thì mới ra mặt giật cờ phất cao lên. Cách dùng người của ông Nguyễn Phú Trọng có phần tính toán thâm sâu và hiểm ác. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng mồi là chức ủy viên Bộ Chính trị để nhử con hổ dữ Nguyễn Bá Thành rời khỏi lãnh địa Đà Nẵng để ra Hà Nội thử thách. Dù trong tay đã có Vương Đình Huệ khi đó, nhưng Vương Đình Huệ tính thỏ đế, không dám làm mạnh tay với đối thủ của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dùng rất hào tướng. Giai đoạn 2011-2013, ông Nguyễn Phú Trọng yếu thế hơn so với ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng cần dũng tướng để thử sức xem đối thủ của ông mạnh tới đâu, và ông đã chọn Nguyễn Bá Thành. Kết quả ông Nguyễn Bá Thành phải nhận hậu quả ra sao mọi người đã rõ, đó là cái chết hết sức bí ẩn nhanh chóng. Ông Nguyễn Bá Thành dám nói, dám làm, đúng phong thái dũng tướng, nhưng cuối cùng chỉ là con tốt thí cho Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Ông Vương Đình Huệ là thỏ đế nhưng lại sống sót. Ở khía cạnh khác, có người nhận xét với Thời báo .de rằng nếu ông Nguyễn Bá Thành không mất mạng mà trở thành tướng tiên phong trong tay ông Nguyễn Phú Trọng thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng càng lo hơn. Khi dùng những thuộc hạ thỏ đế hoặc hiền lành dễ bảo thì quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng mới có thể được đảm bảo bền vững lâu dài. Hầu hết những người có công của các vua chúa lập quốc thời phong kiến đều bị diệt sau khi thâu tóm được Giang Sơn. Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi thu Giang Sơn về một mối đã tìm cách loại bỏ Hàn Tín, người đã giúp Lưu Bang thâu tóm tất cả. Và nhiều ví dụ khác trong lịch sử như vậy. Nếu Nguyễn Bá Thành không chết, giờ đây có thể ông Thành đã phủ bóng lớn lên trên ông Nguyễn Phú Trọng. Dùng người như dùng mộc vậy, là thanh củi hay thanh gỗ tùy theo lợi ích của người dùng. Thà để cho Vương Đình Huệ những võ văn thưởng và Trương Thị Mai ở dưới trướng thì ông Trọng sẽ dễ điều khiển, hơn là dùng một ông võ tướng không sợ trời, không sợ đất như Nguyễn Bá Thành. Khi Nguyễn Bá Thành có quyền lực lớn lên, ông Trọng không thể không bất an. Đây là hình ảnh người hiền từ như Võ Văn Thưởng lại được ông Nguyễn Phú Trọng ưa chuộng hơn. Hiện nay những người được ông Trọng tin cẩn đều là những người nhu nhược, dễ bảo. Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai đều được hưởng nhiều ưu ái hơn so với ông Tô Lâm, người đã tả xung hữu đột để bắt người, kể cả dân nước ngoài bắt cóc người mang về theo ý ông Nguyễn Phú Trọng, mặc cho có vi phạm pháp luật quốc tế và bị truy tố về tội bắt cóc. Không biết ông Tô Lâm suy nghĩ sao về sự bất công trong cách dùng người của Nguyễn Phú Trọng đây. Ông Phạm Minh Chính thì thuộc loại ngọa hổ toàng long, khi đang là trưởng ban tổ chức trung ương, ông Chính rất ngoan ngoãn. Nhưng khi chớp cơ hội nắm được chức thủ tướng thì ông Chính không còn ngoan ngoãn dễ bảo nữa. Nếu dùng loại người có chút mạnh mẽ làm thuộc hạ, e là ông Trọng sẽ hao tổn năng lượng để đối phó với những con người như vậy. Trong tứ trụ hiện nay có ba trụ một phe, trong phe ba trụ đó ông Nguyễn Phú Trọng đều dễ dàng sai khiến hai trụ kia. Nếu lập thêm trụ thủ tướng cũng là mẫu người dạ vâng như hai trụ ấy thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn kiểm soát tứ trụ. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai là mẫu người không có thành tích gì vẫn leo cao. Bà Trương Thị Mai không có uy, nhưng bà Mai mang lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng rồi thét vào mặt những cấp dưới thì những người này không thể không sợ. Những người nhu nhược được bố trí cao hoàn toàn có thể kiểm soát được cấp dưới nhờ mang cái hung của ông trùm. Giả sử ông Nguyễn Bá Thành hoặc ông Đinh Văn Nơi mà ngồi vào ghế của bà Trương Thị Mai hiện nay thì sao? Họ có thể làm cho cấp dưới sợ và làm cho ông Tổng cũng sợ. Đấy là lý do mà dũng tướng làm được việc không sợ đất, không sợ trời, thường không thể leo lên cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin cách dùng người của ông Tổng, dùng thỏ hơn dùng beo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng, lão kiểm lâm kiêm trùm phá rừng. Có thể nói chưa có khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam họp hội nghị bất thường nhiều đến như giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 cho đến nay. Họp bất thường cách chức ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, rồi lại họp bất thường chất phế ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, rồi họp bất thường bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà, họp bất thường chất phế ông Nguyễn Xuân Phúc và họp bất thường để bầu ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước. Hội nghị bất thường tới tấp nói lên hai điều. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến hồi mục nát. Đặc biệt là thành phần ở Trung ương đã đến hồi bất trị, phải triệu tập hội nghị bất thường để Đảng Cộng sản cắt bỏ những khối u không thể chữa được. Thứ nhì nói lên trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ rất sâu sắc, đã đến hồi triệt hạ nhau thật nhanh và không thể đợi đến những buổi họp định kỳ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là công hay tội đây? Nếu ví Đảng Cộng sản là khu rừng và những quan chức dính chàm là những thanh củi khô, thì từ khi ông Trọng mở lên cái lò nổi tiếng của ông đã để cho cây hóa củi ngày càng nhiều. Với vai trò lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại để cho khu rừng của ông hóa củi nhiều đến thế? Vậy vai trò dẫn dắt của ông đang ở đâu? Để rừng hóa củi là lỗi rất lớn của người có vai trò gìn giữ và phun đất khu rừng này. Nếu ví Đảng Cộng sản Việt Nam là khu rừng, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng khác nào là người kiểm lâm phải có trách nhiệm cai quản khu rừng đấy. Kiểm lâm và lâm tặc thường là kẻ thù của nhau. Kiểm lâm là bảo vệ rừng, còn lâm tặc là phá rừng để lấy gỗ. Lâm tặc cũng có hai loại: lâm tặc phá rừng chính hiệu và lâm tặc trá hình. Lâm tặc trá hình là loại lâm tặc bề ngoài là người kiểm lâm nhưng bản chất là kẻ phá rừng. Lâm tặc chính hiệu không đáng sợ bằng lâm tặc trá hình. Ai cũng tin tưởng hắn là kẻ bảo vệ rừng nhưng hắn lại lợi dụng lòng tin đấy để mà đi phá rừng. Đây là hình ảnh Đại hội Đảng lần thứ 13 đã chọn ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước. Lẽ nào ông Nguyễn Phú Trọng vô can đấy? Lâm tặc có một cách làm khá đơn giản mà hiệu quả, đó là hóa cây cổ thụ, rồi sau đó lại danh chính ngôn thuận đốn hạ, vì loại cây chết không cần phải để lại cho rừng. Mà hóa củi cây cổ thụ thì dễ, chỉ cần tiêm thuốc độc cho cây thì cây sẽ chết, và danh chính ngôn thuận đốn hạ được rồi đem bán với giá gỗ, thu được rất nhiều tiền. Trở lại câu chuyện ông kiểm lâm, ông Nguyễn Phú Trọng đang canh giữ khu rừng của Đảng Cộng sản. Câu hỏi đặt ra là, qua 12 năm làm kiểm lâm, ông đã làm gì mà cây cổ thụ hóa củi nhiều đến như thế? Câu trả lời xác đáng nhất là chính ông đã tiêm chất độc vào trong cây cổ thụ để rồi đến hôm nay ông đốn toàn là củi cổ thụ. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng là người xây dựng Đảng Cộng sản hay là người đang phá Đảng Cộng sản? Với vai trò là người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã tác động vào công tác nhân sự như thế nào mà để sau đó những con người được chọn lại toàn là sâu chúa, toàn là củi gộc? Đảng Cộng sản ngày càng cho thấy mức độ trắng trợn trong vấn đề trục lợi. Nó càng đáng sợ hơn. Trước đây có ai dám xây biệt phủ, nhưng nay thì không ai ngại chuyện khoe nhà cao cửa rộng nhờ làm quan cả. Lương của quan chức bao nhiêu mà sao đủ để xây nhà đây, mua xe và cho con cái sang du học ở nước ngoài, mỗi năm kinh phí lên tới hàng trăm ngàn đô la. Đây là hình ảnh, chẳng lẽ ông Nguyễn Phú Trọng không liên quan đến việc chọn ông Phạm Bình Minh vào Bộ Chính trị hay sao? Ông Nguyễn Phú Trọng được bộ máy tuyên truyền khổng lồ thổi lên thành anh hùng diệt tham nhũng. Tuy nhiên, về trách nhiệm làm cho đảng của ông trong sạch thực sự, ông đã làm được gì đâu. Tại sao không biến ông Tô Lâm thành củi để quẳng vào lò khi mà ông này đã nhúng tay vào thương vụ Mobilephone mua AVG, mà vẫn dung túng ông ta? Đấy là trách nhiệm làm trong sạch đảng của Nguyễn Phú Trọng hay sao? Có người ví von ông Nguyễn Phú Trọng đang biến đảng thành sâu bọ nhiều hơn, và ông phô diễn với dư luận về tài bắt sâu. Thế là ông thành anh hùng trong mắt người dân cả tin. Ông Nguyễn Phú Trọng quả là cao thủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de với bản tin
Tổng Trọng, Lão Kiểm Lâm kiêm trùm phá rừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.